Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Không hề thua kém các sản phẩm laptop gaming đắt đỏ khác của Asus. Asus TUF Gaming F15 thực sự tỏa sáng với thông số cực ấn tượng. Intel Core i5, card đồ họa RTX 3050, màn hình Full HD với tần số quét 144Hz. Và quan trọng nhất là mức giá cực kỳ hợp lý, chưa đến 20 triệu đồng, chắc chắn sẽ là lựa chọn đáng mua cho các bạn học sinh sinh viên. Và còn nhiều điều thú vị khác về chiếc laptop này cùng mình khám phá trong video này nhé. Vẫn thừa hưởng thiết kế đặc trưng của dòng TUF, Asus TUF Gaming F15 có ngoại hình hầm hố siêu ngầu. Mặt lưng ở phiên bản này sẽ thay logo Asus truyền thống thành logo TUF Gaming được đặt nổi bật ở chính giữa, một điểm nhấn giúp game thủ thể hiện được cá tính, mang lại nhiều cảm hứng khi chiến game. Về mặt thiết kế tổng thể, thì chiếc laptop Asus F15 có độ dày 24.3mm, trọng lượng là 2,3kg và có lớp vỏ bằng nhựa cứng cáp và nắp lưng bằng kim loại chắc chắn. Theo mình thấy thì mức trọng lượng này khá là lý tưởng với một chiếc laptop gaming 15.6 inch. Và với anh em thì việc mang theo di chuyển cũng không thành vấn đề. Bản lề được hoàn thiện rất cứng cáp, chắc chắn, có thể mở tối đa trong khoảng 140 độ. Cùng với đó là những đường cắt CNC mạnh mẽ kết hợp với khe tản nhiệt hình tổ ong cách điệu tạo nên sự hầm hố đậm chất gaming cho chiếc laptop này. Một chiếc laptop gaming tốt chắc chắn phải cần một chiếc màn hình phù hợp để có thể chiến game. Và ở đây thì F15 được trang bị màn hình kích thước khá lớn 15.6 inch, màn Full HD, tấm nền IPS được bao trọn bởi các cạnh viền siêu mỏng hiện đại, đem lại không gian giải trí rộng mở, mang tới hình ảnh hiển thị rõ nét, màu sắc sống động chân thực. Và bên cạnh đó thì việc sở hữu màn hình có tần số quét 144Hz tích hợp cùng công nghệ Adaptive Sync, các bạn sẽ có thêm lợi thế khi chiến những tựa game bắn súng FPS với tốc độ khung hình luôn được duy trì ổn định, giảm thiểu tình trạng bị giật lag hay xé hình. Và laptop Asus TUF M15 thì được trang bị cấu hình mạnh mẽ với bộ vi xử lý Intel Core i5 11400H, dung lượng RAM là 8GB và vẫn còn khe cắm rời để các bạn có thể nâng cấp tối đa 32GB, 512GB SSD. Đặc biệt thì F15 còn được sở hữu đồ họa RAID NVIDIA RTX 3050 4GB, giúp game thủ có thể chiến game ổn định ở độ phân giải Full HD. Và với cấu hình mà Asus đã trang bị, mọi trải nghiệm chiến game trong quá trình chơi đều rất ổn định từ FPS cho tới nhiệt độ. Và để đảm bảo được khả năng làm mát thì hệ thống tản nhiệt của F15 sẽ bao gồm 3 ống dẫn nhiệt cộng với mạng lưới tản nhiệt tổ ong ở mặt đáy phía dưới. Thiết kế này thì không chỉ độc đáo lạ mắt mà còn đem lại khả năng tản nhiệt cao hơn, kết hợp với công nghệ tự làm sạch thông minh, giúp cho hệ thống tản nhiệt của F15 luôn hoạt động mạnh mẽ dù anh em chiến game trong một thời gian dài. Và ngay ở phần phía dưới sẽ là phần khu vực bàn phím trích LED được tích hợp cụm phím số, thuận tiện cho những ai làm công việc nhập liệu. Hành trình phím khá sâu cho cảm giác gõ phím rất thoải mái. Nổi bật là cụm phím WASD, các phím điều hướng được đặt tách biệt giúp các bạn dễ dàng nhìn thấy phím để thực hiện các lệnh di chuyển. Và bên cạnh đó là phần touchpad có diện tích rộng rãi, cảm ứng đa điểm siêu nhạy giúp tăng cường hiệu suất sử dụng cho công việc hàng ngày. Và Asus đã trang bị cho TUF Gaming F15 hệ thống cổng kết nối thông dụng. Ở bên trái thì sẽ bao gồm một cổng sạc, một cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI, hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C và một jack cắm âm thanh. Bên phải thì sẽ gồm một cổng USB Type-A và một khóa Kensington. Và với hệ thống kết nối này thì sẽ hỗ trợ truyền tải dữ liệu nhanh chóng, kết nối với các thiết bị ngoại vi một cách đơn giản mà không cần adapter chuyển đổi. Trên chiếc laptop gaming này thì sẽ đi kèm với công nghệ âm thanh DTS Audio kết hợp cùng hệ thống loa giả lập âm thanh vòng 3D chân thực sống động khi các bạn chơi game hay giải trí. Và đối với các phiên bản laptop TUF Gaming thì Asus vẫn trang bị thêm một webcam 720p hỗ trợ các bạn học tập và làm việc trực tuyến. Và tổng kết lại thì Asus TUF Gaming F15 là một chiếc laptop gaming phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Máy có cấu hình mạnh mẽ trong tầm giá, thiết kế độc đáo, âm thanh và hình ảnh sống động, chân thực và quan trọng là giá rất là tốt. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.